Nhân đôi DNA. Mỗi phân tử DNA có cấu trúc mạch kép, gồm có hai mạch đơn, song song ngược chiều nhau, xoắn đều quanh một trục tưởng tượng theo chiều từ trái sang phải. Hai mạch đơn của DNA liên kết với nhau bằng liên kết hydrogen theo nguyên tắc bổ sung. A liên kết với T bằng 2 liên kết hydrogen, C liên kết với G bằng 3 liên kết hydrogen. Mỗi mạch đơn của DNA có chiều từ 5 phẩy đến 3 phẩy và DNA có hai chuỗi polynucleotide song song ngược chiều nhau như thế này. Bước đầu tiên trong quá trình nhân đôi DNA là sự tháo xoắn hai mạch đơn, bẻ gãy liên kết hydrogen nhờ enzyme helicase và tạo ra chạc sao chép hình chữ Y. Sẽ có hai mạch đơn, một mạch đơn như bạn đang thấy có chiều 3 phẩy đến 5 phẩy. Đầu tiên, enzyme primase sẽ tổng hợp ra đoạn RNA mồi, primer, khoảng từ 5 đến 10 base. Đoạn RNA mồi primer này sẽ cung cấp đầu 3'OH tự do để enzyme DNA polymerase có thể làm điểm tựa để kéo dài mạch mới theo chiều 5' đến 3' bằng cách lắp ráp các DNA base theo nguyên tắc bổ sung A liên kết với T và G liên kết với C. Mạch mới tổng hợp theo chiều 5' đến 3' một cách liên tục gọi là mạch dẫn đầu leading strand. Mạch dẫn đầu leading strand được tổng hợp liên tục cùng chiều với sự phát triển của chạc chữ Y. Còn ở bên dưới này, với mạch khuôn có chiều 5' đến 3' sẽ tạo ra mạch lagging strand, mạch ra chậm. Bởi vì ở mạch mới tổng hợp ở dưới này thì nó sẽ tổng hợp thành những đoạn ngắn Okazaki. Mỗi đoạn ngắn Okazaki sẽ có một đoạn mồi primary của nó. Sau khi enzyme primase tổng hợp ra đoạn RNA mồi thì DNA polymerase sẽ kéo dài đoạn Okazaki theo chiều 5' đến 3' ngược chiều với sự tháo xoắn của chạc chữ Y. Gọi là mạch ra chậm, lagging strand. Việc tổng hợp các đoạn Okazaki cứ thế được lặp lại. Và cuối cùng sẽ có một loại enzyme để loại bỏ đoạn RNA mồi primer để tổng hợp ra đoạn DNA thay thế mồi. Sau đó, nhờ enzyme DNA ligase sẽ hàn gắn hai mạch đơn mới tổng hợp để tạo thành những mạch liên tục. Từ một phân tử DNA ban đầu sẽ tạo ra hai phân tử DNA con, mà trong mỗi phân tử DNA con như vậy luôn có một mạch mới được tổng hợp và một mạch là cũ của mẹ, gọi là nguyên tắc bán bảo toàn.